Hello, xin chào bà con cô chú anh chị đã đến với kênh Trường Thanh TV. Thì hôm nay là cũng nhờ ngày 11 âm lịch, là ngày 13 tháng 9 dương lịch, thì Trường Thanh có đi tới quận 6 đi review một cái tiệm bánh trung thu rất là bán rất là đắt nha cả nhà. Thì đầu video Trường Thanh cũng xin gửi lên lời chúc cô chú anh chị là chúc sức khỏe, ngày mới an lành, thành công trong cuộc sống nhé. Mong là cô chú anh chị xem video cảm thấy vui vẻ thì cho Trường Thanh một like, một comment và một lượt chia sẻ nha cả nhà ơi. Và đây là địa chỉ số 108 108 và 110 nha cả nhà. Đường Nguyễn Phú Thứ, phường 3, quận 6. Hiện tại là tiệm bánh trung thu, để coi gọi tên Phương Diêm Thuận là cái tiệm bánh nha cả nhà. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Diêm Thuận chuyên sản xuất các loại bánh trung thu. Có số điện thoại nữa nhưng mà Trường Thanh đang đứng ở bên lộ xa quá. Đó, cả nhà thấy chưa? Rất là đông người luôn, đang đứng xếp hàng nhau để mà mua bánh. Như đây bao nhiêu khách, đây là đâu đó khoảng tầm chừng 30 người trở lên á, 30 người trở lên nha cả nhà. Là cũng như là dây quanh luôn. Dây quanh cái cửa hàng này bán bánh trung thu luôn. Đó, như từ xa nếu mà mình nhìn không thấy cái bảng hiệu thì không biết ở đây họ bán cái gì. Vù hết rồi, không có thấy mặt hàng luôn nha cả nhà. Đó. Bên đây anh áo vàng là nãy giờ đậu xe ở gần đó rồi bắt đầu mới chạy lại để mà mua được bánh. Rất nhiều luôn, đứng xếp hàng vô đó mua cũng lâu nha cả nhà. Đứng xếp hàng luôn, mua lâu. Thấy mọi người khách xếp hàng nhưng mà lâu ra đó. Còn những người anh chị em ở khu vực bên kia thì đang gửi xe đi bộ lại, chứ đậu ngay chỗ này thì kẹt đường quá, làm ảnh hưởng giao thông, cho nên mọi người cũng không có đậu xe cho đây nữa, để cái làn đường cho xe chạy cho đừng có bị ùn tắc. Rơm lại lần luôn, Trường Thanh rơm lại video lần luôn, cũng chưa thấy nữa nha, không thấy được mặt hàng luôn. Một xíu nữa Trường Thanh sẽ đi vào bên trong đây. Trường Thanh đã đi vào bên hông thôi nha cả nhà, bên hông chứ không đứng được ngay chỗ trước cửa, bên hông chỉ quay được thấy những anh chị nhân viên bán thôi. Đó, đây Trường Thanh đang giơ cao cái điện thoại lên nhưng cũng không thấy được, đông lắm cả nhà ơi. Sáng từ 6 giờ sáng là uống cà phê ở đó là đã thấy khách hàng tới ủng hộ đông lắm. Giờ tới giờ này tầm khoảng chừng 11, 12 giờ trưa rồi, 11 giờ mấy, 12 giờ rồi mà còn đông như thế này nữa. Tầm khoảng chừng có 10 anh chị em nhân viên bán đó nha cả nhà, là chỉ trong cái khu vực này thôi. Ở cái cánh bên kia thì nhìn thấy không rõ nữa. Bên đây là tầm 10 người đứng bán. Bánh đây là thương hiệu rất là lâu rồi, bán là cũng là nhiều năm lắm rồi cả nhà. Năm nào cũng như năm nay, năm nào cũng là bánh. Tại vì làm bánh ngon, chất lượng mà giá cả cũng phải chăng, cho nên khách hàng tới ủng hộ hàng năm rất là nhiều luôn, nhất là những cái mùa trung thu như thế này. Ngày thường vẫn có nha cả nhà, ngày thường vẫn có, nhưng mà ngày thường thì không có đông, không có chen chúc xếp hàng như thế này. Vẫn là khách ra vô cũng thường xuyên lắm nhưng mà không có xếp hàng lâu đến như thế này. Cả nhà thấy không, mỗi người vô ít nhất là một hộp, còn không là hai ba hộp một người.
với anh chị em nhân viên gói rất là kỹ luôn, vô hộp luôn, có ghi tên chữ ký rồi luôn nha. Cả nhà muốn đến ủng hộ hay hoặc là muốn đến dùng thử bánh thì trong cái đoạn clip này Trường Thanh có đọc địa chỉ ở đó nha cả nhà, 108 110 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6. Là cái hướng từ ở, nếu mình đi từ ở bến xe Chợ Lớn ra thì mình đi xuống ở bến xe Chợ Lớn ra thì mình đi xuống qua đường Tháp 10. Mình có thể mình đi vô đường Phạm Đình Hổ, đi thẳng vô rồi quẹo xuống Phạm Phú Thứ cũng được. Vô tới Phạm Đình Chí mình quẹo xuống Phạm Phú Thứ cũng được, rồi mình đi đường Tháp 10 đi thẳng xuống ngay Minh Phụng, đi chạy thẳng vô thì quẹo lên Phạm Phú Thứ cũng được nha cả nhà. Đại khái là nằm ở gần khu vực chợ Bình Tiên ngay cả nhà. Còn hướng ở ngoài bến xe miền Tây vô thì mình qua cầu Hậu Giang, rồi qua cầu Hậu Giang thì tới ngã tư của Minh Phụng đó mình quẹo phải đi. Rồi phải thì chạy vô một đoạn sau nữa thì mình sẽ quẹo lên Phạm Phú Thứ thì sẽ đến ngay cái tiệm bánh này cả nhà. Những người xếp hàng từ bên ngoài không chen vô được, nhờ ở bên trong đưa ra giùm đó. Bánh có hai màu như thế nha, thì ở bên trong thì có Trường Thanh thấy là có hộp màu xanh và hộp màu đỏ, nó có các loại bánh nha cả nhà. Muốn nhân gì, muốn nhân thập cẩm hay hoặc là nhân sen hay hoặc là nhân gì đó thì ở trong đây anh chị nhân viên sẽ tư vấn cho cả nhà thích ăn cái món nào thì mình mua món đó nha cả nhà. Đó, ở đây mua 4-5 hộp truyền ra nè cả nhà. Rồi bên kia chị kia mua 4 hộp nữa, mỗi người mua 3-4 hộp. Thứ nhất là giá cả phải chăng, thứ hai là cái hộp đựng mình đi đựng cái bánh rất là đẹp, rất là sang để mình đi tặng cho những khách hàng hay những đối tác làm ăn của mình cũng được nha cả nhà. Ở ngoài gói cái hộp xong rồi có một cái túi sách ở ngoài cũng là hình logo của quán, của cửa hàng luôn đó, rất là đẹp đó cả nhà. Mỗi một hộp thì mỗi hộp bánh thì sẽ có một cái túi, bánh màu xanh thì có túi màu xanh, bánh màu đỏ thì có túi màu đỏ. Thì video đến đây thì cũng xin kết thúc. Xin chúc cô chú anh chị xem video vui và ủng hộ kênh cho Trường Thanh nhé. Mỗi cái gì Trường Thanh đi tới đâu thì sẽ có những cái gì hay, những cái gì vui, những cái gì mà hữu ích thì Trường Thanh sẽ chia sẻ lên trên kênh cho cả nhà mình xem nha cả nhà. Xin bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.